Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì khi đi du học Mỹ thì rào cản lớn nhất đó chính là phỏng vấn xin visa. Phải làm sao để vượt qua được thử thách đó để nhận được tấm vé visa du học Mỹ? Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Hồng Ly là chuyên viên tư vấn công ty Tân Đại Dương sẽ chia sẻ cho các bạn những lời khuyên thiết thực nhất trước khi mà ngày đi phỏng vấn visa của mình các bạn nhé. Vâng, xin chào chị Hồng Ly. Xin chào. Thì điều đầu tiên thì chị có thể cho các bạn biết là khi mình chuẩn bị đi phỏng vấn Mỹ thì những cái lời khuyên như thế nào để mình có thể đạt được cái visa không ạ? Thì trước hết sinh viên cần đọc kỹ chỉ dẫn của phòng lãnh sự, mang hồ sơ với đầy đủ giấy tờ cần thiết. Thì nhân viên phòng lãnh sự sẽ yêu cầu bạn trình giấy tờ gốc chứng tỏ bạn đã được nhận học tại một trường nào đó. Thì bạn có đủ khả năng về tài chính để không phải dựa vào hệ thống phúc lợi xã hội của Mỹ. Và điều quan trọng nhất chính là phải chứng minh mình không có ý định ở lại Mỹ sau khi học xong. Nếu vậy, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học của mình thì chị có thể cho tất cả các bạn biết là những cái câu hỏi nào mà thường gặp nhất khi đi phỏng vấn lãnh sự được không ạ? Thì rất là nhiều bạn lo lắng là không biết là sẽ được hỏi vấn đề gì, nên trả lời ra sao vì hai lý do. Thứ nhất thì trình độ tiếng Anh chưa tốt, nhất là trong phỏng vấn, tâm lý hồi hộp sẽ làm cho bạn không hiểu đúng câu hỏi. Thứ hai, phân vân không biết nội dung câu trả lời như thế nào là tốt nhất. Thì bạn cần hiểu rõ động cơ, mục đích học tập cá nhân, nội dung chương trình học. Đối với sinh viên cao học và nghiên cứu sinh, bạn cần nắm vững đề tài và kế hoạch nghiên cứu cụ thể, khả năng ứng dụng những cái kết quả nghiên cứu trong tương lai ở Việt Nam. Và Tân Đại Dương cũng chia sẻ những cái câu hỏi mà phòng lãnh sự có thể là hay hỏi các bạn, đó là bạn sẽ học ở đâu, chuyên ngành gì, sau khi học xong bạn sẽ làm gì với những kiến thức và kinh nghiệm bạn có được, vân vân. Và còn nhiều câu hỏi phát sinh trong quá trình phỏng vấn liên quan đến những thông tin bạn đưa ra trong câu trả lời của mình, cũng như thái độ của bạn và ấn tượng bạn tạo cho nhân viên ở phòng lãnh sự. Thì bạn nên phân tích những cái câu hỏi này để tìm ra những cái câu trả lời thích hợp nhất, đáp ứng những cái yêu cầu mà nhân viên phòng lãnh sự đưa ra. Và điều quan trọng là bạn phải tạo sự ấn tượng tốt của mình trong suốt quá trình phỏng vấn, bởi nhân viên lãnh sự có quyền từ chối cấp thị thực cho bạn vì lý do cá nhân. Nói cách khác, vì bạn đã không tạo được ấn tượng tốt về bản thân mình. Như chị có chia sẻ nãy giờ thì cái ấn tượng tốt thì khá là quan trọng. Vậy thì mình cần phải làm cái gì để nhận được visa khi mà gây được ấn tượng đối với lãnh sự ạ? Thì để mà có được cái ấn tượng đối với phòng lãnh sự thì các bạn cần phải bình tĩnh, tự tin, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề. Thì khi trả lời câu hỏi nên nhìn thẳng vào mắt của cái người đối diện, thành thật và đi đúng hướng, không trả lời lan man. Và những lý do nào dẫn đến việc từ chối không cấp thị thực nhập cảnh thì có hai lý do chính để bạn không được cấp thị thực. Đó là nếu nhân viên phòng lãnh sự cho rằng bạn không đủ khả năng tài chính, bạn có thể không được cấp thị thực nhập cảnh. Vì vậy, bạn phải chứng minh được bạn có đủ khả năng trả tiền chi phí, học phí, ăn ở, đi lại, sách vở và bảo hiểm y tế. Thì thông thường, bạn nên mang theo chứng nhận của ngân hàng hoặc là giấy tờ của nhà trường hay tổ chức cấp học bổng cho bạn. Luật pháp Mỹ cho phép nhân viên phòng lãnh sự không cấp thị thực nhập cảnh cho bất kỳ ai mà họ có ý định định cư lâu dài tại Mỹ. Chứng minh bạn không có ý định đó sau khi học xong bằng cách thuyết phục nhân viên phòng lãnh sự tin rằng bạn sẽ trở lại Việt Nam. Và cách thuyết phục tốt nhất là bạn trình văn bản chứng minh rằng sau khi học xong hoặc cơ quan bạn đang làm việc hoặc một tổ chức nào đó sẽ tiếp nhận bạn. Và cách thứ hai là bạn cho nhân viên phòng lãnh sự thấy được bạn có mối ràng buộc chặt chẽ với gia đình ở Việt Nam. Ví dụ như là mọi thành viên trong gia đình bạn ở Việt Nam, bạn là con trưởng hay là con một, người có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi già yếu hoặc tình trạng sức khỏe không tốt của cha hoặc là mẹ nếu có. Đó là những lý do khiến nhân viên phòng lãnh sự tin rằng bạn sẽ trở về Việt Nam. Và một lý do nữa có thể đưa ra là bạn có ràng buộc chặt chẽ về tài chính, bạn sở hữu tài sản lớn hoặc là đầu tư cho một công ty nào đó, tài sản này nằm ngoài tài sản chứng minh bạn đủ khả năng tài chính chi trả cho khóa học của mình. Và cuối cùng, bạn nên thuyết phục nhân viên phòng lãnh sự tin rằng đi đến nơi, về đến chốn. Có nghĩa là bạn đi nước ngoài nhiều lần nhưng trở về nước. Bạn nên mang theo hộ chiếu có dấu xuất nhập cảnh. Bạn càng đi nhiều nơi càng khẳng định rõ phong cách của mình. Vâng, rất là cảm ơn những thông tin mà chị Ly đã mang đến cho tất cả các bạn. Và hy vọng đây cũng sẽ là một trong những hành trang để giúp cho các bạn tự tin hơn trên con đường du học của mình. Và cần thêm thông tin gì, các bạn cũng có thể đến ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hay là có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mùa du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Huyền Diệu. Thì bạn vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với bạn Diệu để tìm hiểu xem quá trình làm hồ sơ cũng như là quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ của bạn thì như thế nào nhé. À, chị chào em. Em chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Em tên Huyền Diệu, em 24 tuổi, hiện tại em là sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Rồi, các chị hỏi em là lý do tại sao là Diệu lại chọn Mỹ để du học? Tại vì mục tiêu của em là muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Vì vậy chỉ có đi du học Mỹ mới giúp em có cái trình độ tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình. Trong top 200 trường đại học danh tiếng nhất thế giới thì Mỹ chiếm tới 74 trường. Do đó, đó là sự lựa chọn đầu tiên của em khi nghĩ đến ước mơ du học. Đầu tiên em học Anh văn tại trường International English Institute. Sau đó em học tiếp chuyên ngành Biology Hill Station Construction tại trường Tennessee Tech University. Trường của em mới học thì em sẽ học ở đó 4 năm, em hoàn thành 120 tín chỉ. Trường nằm ở cái thành phố mà nó có chi phí sinh hoạt rất là thấp, nằm trong top 10 nơi có chi phí sinh hoạt thấp nhất nước Mỹ. Trường thì được giải Best College 2010, được bình chọn là trường đại học được lựa chọn nhiều nhất phía Nam. Vậy thì qua đó mình sẽ ở đâu? Em ở homestay. Tại vì em nghĩ là nếu mà muốn cải thiện khả năng Anh ngữ thì ở với người dân bản địa thì rất là tốt và em có thể tìm hiểu được ẩm thực văn hóa của Mỹ. Cho chị hỏi thêm một chút xíu là cảm nhận của mình khi làm hồ sơ Tân Đại Dương là như thế nào? Dạ, em thấy công ty thì dạy rất là chi tiết, chuẩn bị hồ sơ rất là chu đáo. Có tiềm tiết giảng dạy thực tế làm cho em không có còn tâm trạng sợ hãi khi mà đi phỏng vấn nữa. Em thấy tự tin. Qua đó mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương em? Đầu tiên là em đến cái công ty do người quen giới thiệu. Sau đó em đến thì được mấy chị tư vấn thì em cảm thấy tin tưởng và em quyết định ký hợp đồng để bên công ty lo cho em. Em học với thầy Khôi 4-5-6 buổi gì đó. Xong rồi thầy cô hướng dẫn cho em là tìm hiểu về trường, tìm hiểu chi tiết về trường, về ban, những cái lý do tại sao mình chọn như vậy. Rồi sau đó thì thầy cũng giúp cho em dịch những cái phần Anh văn mà em không hiểu hoặc là em dịch không tốt. Rồi sau đó là em học và test lại với mấy chị tư vấn. Bây giờ đã có visa rồi thì em có cái lời khuyên cũng như là cái chia sẻ nào dành cho những bạn mà sắp tới đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ? Em có chia sẻ riêng của bản thân, đó là mấy bạn khi mà bước vô lãnh sự quán thì chúng ta nên nghiêm túc, nhìn luôn luôn nhìn thẳng, đừng ngó nghiêng ngó ngang gì hết, tự tin lên, nói chuyện to rõ, thể hiện cái thái độ lắng nghe và trả lời của mình là dứt khoát lên. Chị cảm ơn chị chia sẻ của Diệu trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và một lần nữa thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương là chúc em ở Mỹ học tập thật là tốt ha. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe bạn Diệu chia sẻ về quá trình làm hồ sơ cũng như là phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.